Thưa quý vị, không chỉ là điểm đến hút khách về cảnh quan thiên nhiên, Đà Nẵng còn ghi điểm đối với du khách về ẩm thực phong phú, lan tỏa và quảng bá về ẩm thực địa phương cũng là hướng đi mà ngành du lịch đang hướng tới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách khi đến tham quan du lịch tại địa phương. Đây là một buổi tập huấn, bộ dựng nghiệp vụ cho khối nhà hàng, cơ sở ăn uống tại Đà Nẵng do Sở Du lịch thành phố tổ chức. Bên cạnh tuyên truyền về quy trình phòng chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm, còn có một nội dung rất mới, đó chính là kết nối quảng bá ẩm thực Đà Nẵng. Chúng ta làm những cái đặc sản của Đà Nẵng, của Quảng Nam để quảng bá tới cho khách du lịch ở tại địa phương, khách du lịch ở những địa phương khác và khách du lịch quốc tế để biết được rằng là đối với ở Đà Nẵng, ở Quảng Nam Đà Nẵng thì có rất là nhiều cái ẩm thực mới lạ. Và nó được chế biến và nó được làm theo những cách mới hơn. Bên cạnh đó thì với hiệp hội thì chúng tôi sẽ hỗ trợ những cái mạng về truyền thông, về xây dựng những các kế hoạch hoạt động để giúp cho cái du lịch của thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển hơn. Đà Nẵng là thành phố được nhiều tạp chí quốc tế nổi tiếng bình chọn là điểm đáng đến nhất thế giới. Ngoài du lịch, văn hóa ẩm thực Đà Nẵng và miền Trung cũng rất đặc sắc. Tuy nhiên, do công tác quảng bá chưa thực sự hiệu quả nên hiệu ứng lan tỏa chưa như mong đợi. Tôi cảm thấy rất là thoải mái khi mà đi du lịch Đà Nẵng bởi vì con người ở đây thì rất là thân thiện, rồi là nhiều món ăn ngon và có nhiều rất là nhiều đặc sản. Rồi hải sản ở Đà Nẵng thì lúc nào cũng rất là tươi ngon. Nhằm kết nối với các nguồn lực để đưa ẩm thực Đà Nẵng phát triển, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực thành phố Đà Nẵng đã chính thức được thành lập từ tháng 3 vừa qua. Mới đây, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng tổ chức cuộc thi Video Review ẩm thực Đà Nẵng cũng là một cách thiết thực trong việc quảng bá văn hóa ẩm thực bản địa. Tuy nhiên, vẫn rất cần nhiều giải pháp và cách thức truyền thông để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa ẩm thực Đà Nẵng, góp phần tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch đến với địa phương.